sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phần người que dèm trước gió lôi tàn trong một sớm không ngoài ai. Câu hát ấy dường như vẫn đúng một số phận của Trần Lập khi căn bệnh ung thư đột nhiên ập đến và mang anh đi xa mãi. Sống trong tâm hồn của đá, có những khao khát tìm ra đường đến đỉnh vinh quang luôn luôn sống trong lòng những người yêu âm nhạc của Trần Lập nói riêng và của Bức Tường nói chung. Vì đời là những chuyến đi dài và đã 100 ngày sau ngày anh bắt đầu cho cuộc hành trình cuối cùng của cuộc đời mình. Hôm nay chúng tôi ở đây là muốn góp thêm những đôi bàn tay để cho mọi người ước mơ muôn triệu người chung bàn tay của Trần Lập sẽ được nối sáng và lan tỏa mãi mãi.